chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu Jury, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không happy to easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714 839 4591 Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng Xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777 5777 Keyline Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 7147879362. 9362 Hai bánh xóa sụp mặt Muffin Week X chỉ có 5 đồng 50 cent tại McDonald's Giá cả và địa điểm có thể khác nhau giá bình thường nếu mua một cái Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trực Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả vừa sáng ra đã thấy hình ảnh Landlord can charge for security deposit của Ngọc Lan Gửi lời chào tất cả quý khán thính giả ngày hôm nay cà phê sáng lại đến với quý vị Gửi lời chào Ngọc Lan Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả Sáng ra để cho coi cái tin tức nhất đầu rồi Ngọc Lan nhưng mà thưa quý mà... vị còn nhiều tin nhức đầu nữa liên quan đến tình hình khắp thế giới nhưng ở miền nam california chúng ta rồi ở các tiểu bang khác nữa chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin cập nhật à, trước khi ngọc lan gửi đến quý vị bản tin liên quan tới landlord deposit tiền để đặt cọc để muốn thuê nhà gì đó à, một tin cũng tạo nên mối quan tâm cho những ai thường xuyên đi vào những cái trung tâm của các thành phố lớn miền nam california Yes. không những miền Nam California nữa mà các thành phố ở phía Bắc nữa hiện nay chỉ có 6 thành phố làm thí điểm khi ông thống đốc Kevin Newsom ký chính thức việc thiết lập các hệ thống máy quay speed camera tại các ngã tư này mà người Việt Nam mình hay gọi là bắn tốc độ bắn tốc độ cái chữ đó bắn, từ ra yeah, tại vì bắn thì đó, có mấy ông cảnh sát bắn đúng rồi công an đứng núp 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 lùm ừ. đó xong rồi xe nào chạy nhanh đó thì họ sẽ gọi là bắn yeah. tốc độ thì bây giờ là camera để mà chụp cái tốc độ chạy và sẽ gửi giấy phạt đúng không? À, đây là tốc độ thưa quý vị chứ không phải vượt đèn đỏ nhé tốc độ cái vượt rồi. đèn đỏ đó nó dẹp rồi tại vì không hữu hiệu và bị kiện thưa nhiều quá nhưng mà chưa biết được cái sự hữu hiệu của cái việc mà gắn máy speed này như thế nào bắn tốc độ này như thế nào ông uh, Gavin Newsom ông nhận được khá nhiều lời than phiền từ Glendale, Long Beach và Los Angeles nơi có các trung tâm thương mại mà người ta đi bộ thường xuyên qua lại nhiều đó quý vị lên trên Glendale thành phố nó cũng thế nữa nó xinh xinh bé bé và lên trên đây có những cái khu phố mặc dù không phải là phố đi bộ nhưng mà bởi vì cái đường nó rất là, là rộng Điểm đáng chú ý ở đây, ở thành phố Glendale, đó, quý vị Cái con đường Glendale, Colorado, Glen Oak Thì đặc biệt cái con đường đó nó rộng lắm nên quý vị đến đây biết, thì ngày xưa chúng tôi cũng ở ở đây một thời gian Điểm rất là đẹp ở Pasadena cũng thế mà không hiểu Pasadena lại không bị gắn máy Cũng có thể là sẽ bị gắn máy trong tương lai à, Trên cái đường Lake Avenue đó người ta đi bộ hai bên rất nhiều băng qua băng lại và vì thế đã xảy ra những cái vụ tai nạn chết người yeah. ở los angeles và long ừ. beach cũng thế nữa ờ, như vậy á, như là anh thủy vừa mới nói sẽ có uh, thống đốc governor Sam đã ký cái ừ. lệnh là sẽ có sáu thành phố ở tiểu bang california yeah. là trong đó có ba thành phố là ở miền nam ừ. thì ở trong đó là có los angeles Glendale Uh, Long Beach, Long Beach. Yeah. rồi ngoài ra thì San Francisco, San Jose và Oakland, thì đây là những nơi mà quý vị phải cẩn thận bởi vì là cái những cái máy này là chụp hình tốc độ, họ sẽ tính từ lúc mà tốc độ quý vị tăng hơn 11 mai một giờ yeah. so với yêu cầu, thì lúc đó là bắt đầu là sẽ có cái giấy lần đầu tiên, từ thì cái máy này nó tự động nó in cái giấy đó ra luôn, xong rồi sau đó giấy đó là sẽ được gửi đến nhà yeah. cho quý vị thì lần đầu tiên sẽ là cảnh cáo nhưng mà sau đó thì cái sẽ kèm theo cái số tiền phạt thì ở đây họ nói cái số tiền phạt đó sẽ là từ tiền phạt dân sự nha ừ. là từ 50 đô la cho đến 500 đô la nếu vượt quá tốc độ đầu tiên nếu như quý vị đó vượt quá tốc độ là 11 11 à, dặm một dặm 1 giờ rồi đến 16 dặm, 26 dặm và trên 100 dặm thì cái số tiền nó sẽ tăng theo như vậy. Tức là 50 đô la, rồi 100 đô la, 200 đô la và 5 trên 500 đô la. Thì đó là cái tiền vi phạm để mà. Nhưng mà lần đầu thì sẽ cảnh cáo cho quý vị đi qua những thành phố này. Bắt đầu từ bây giờ thì sẽ phải để ý và người ta nói là sẽ thí điểm 5 năm. Sau 5 năm đó họ sẽ xem xét lại coi là nó tôn, nó xấu như thế nào. Rồi sau đó thì họ sẽ bắt đầu có thể là làm hết cho tất cả các thành phố hoặc là sẽ dẹp luôn chưa biết là thí điểm mà. Dạ yeah. yeah. à, Điểm đáng chú ý đó là bởi vì có nhiều người than phiền tôi làm lương ít lắm rồi lợi tức thấp mà tôi bị phạt nữa. À, nhiều khi tôi không biết hoặc là à, tôi phải đưa bà xã đi đẻ <laughs> đi ngay con đường này chạy Đừng quá tốc độ thì à, luật cũng cho phép chỉ có 25 đô la phải chứng minh là lợi tức thấp thật sự thì chỉ có 25 đô mà thôi. À, nhưng cái, cái chuyện mà thiết lập máy này nó phiền lắm thưa quý vị tốn kém nữa rồi có thể là tốn còn nhiều tiền hơn là cái tiền phạt từ cái người lái xe nữa. Nhưng mà yeah. cũng tốt bởi vì nếu mà đi ngang các khu đây là thí điểm, cho nên nếu mà thành công đó họ sẽ gắn thêm nhiều cái con đường đi bộ khác nữa. chẳng hạn như ở quận Cam thì không thấy đề cập tới. Ở quận Cam, Huntington Beach cũng đã từng xảy ra những cái tai nạn chết người rồi mà chưa đề cập đến. Cho nên họ nói rằng nếu thành công họ sẽ bắt đầu gắn thêm nữa và có thể trong những năm tới chúng ta sẽ nhìn thấy đặc biệt là quý vị đi qua chẳng hạn như cái phố Main Street ở Huntington Beach hoặc là ở dưới Santana đường số 4 vân vân đó thì ở tại đây cũng thế nữa. Cũng tốt bởi vì chúng tôi nhiều thấy đi đường nhiều người họ chạy quá nhanh luôn Yeah. tại những cái khu vực mà đông đúc như thế này nữa rồi à, những người đi bộ thường xuyên qua lại thì không thấy cho nên đó cũng là một cái điều tốt cho california yeah. cho nên tiền cái tiền mà phạt đó thì họ sẽ dùng vào trong cái quỹ là sẽ sửa chữa đường xá <laughs> những cái chi phí đó là cho từ cái tiền phạt này mà ra rồi à, bên cạnh à, cái việc mà thống đốc gavin Newsom ký à, nhiều cái luật trong thời gian qua thì thêm một cái luật nữa mà hồi nãy giờ màn hình cứ hiện lên đó. Yeah. Đó là cái luật mà liên quan đến cái tiền đặt cọc khi mà thuê nhà, tiền yeah. deposit. Um, bắt đầu cái này là thành luật rồi ha, thì bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tây tháng 7 của năm 2024. Những cái luật mà mới ký đây đều bắt đầu áp dụng là tháng 7 của năm 2024. Thì đối với cái luật này á, yêu cầu là chủ nhà không được giữ cái tiền deposit, tiền đặt cọc quá một tháng tiền nhà. Oh. hiện bây giờ cái luật hiện tại bây giờ đó oh. là không được giữ quá 3 tháng tiền nhà hiện đang đang nhưng mà thông thường thì chúng ta thấy đối với lại những người việt nam á thì thông thường thì họ sẽ giữ cái tiền deposit khoảng là một tháng một tháng tôi nhớ là có nơi tháng đầu tháng cuối nữa dạ thì đó là hai tháng hai Đúng tháng không? theo Còn yeah. người ta nói là quy nhưng mà cái luật á là không quá 3 tháng là luật uhm. hiện bây giờ không có tháng giữa <laughs> thì bây giờ cái luật mới này áp dụng vào năm tới đó là không được giữ quá một tháng cho nên bắt đầu từ tháng 7 năm sau nếu như quý vị nào mà thấy ai mà đi thuê nhà nói rằng là uh, giữ tiền đầu tháng đầu tháng cuối là là cái đó là phạm luật nhưng mà những cái người mà người ta chống đối lại cái chuyện này thì người ta cũng lên tiếng họ nói là nhà cửa bây giờ quá là đắt đỏ rồi nhiều người đó ờ cái tình trạng lạm phát thất nghiệp nó cũng nhiều thành ra là nhiều người cái lấy cái lý do là không có việc làm vân vân rồi tự nhiên cái họ ở ra đó rồi họ không trả không tiền, tiền không có dọn đi thì cũng nhiều cũng có khó khăn cho những người chủ nhà nhưng mà đây là luật thì nó là luật và vì thế quý vị mới thấy đó mình theo dõi tin tức hàng ngày đó rất là quan trọng và mình biết luật lệ rồi mình biết thêm nhiều chi tiết khác nữa vì nếu không quý vị sẽ rơi vào nhiều cái hoàn cảnh khó khăn lắm ngay bây giờ đó cái việc mà cho người thuê mướn ngay cả người Việt với nhau nữa nhưng mà nếu quý vị không có xét những cái hồ sơ của họ đó nếu mà xảy ra thà là mình làm trước nó hơi bất công chút xíu yeah. yêu cầu để mà bảo đảm cái người thuê mướn nhìn bên ngoài thấy như vậy nhưng mà chưa chắc là họ đã là một cái người trung tín cho cái việc mà giữ trả tiền nhà của mình à, không phải ai cũng xấu nhưng mà nhiều người tốt cũng thế nữa nhưng mà thà là mình có những cái bước đi trước bởi vì có nhiều người việt nam họ cho thuê mướn nghĩa là ô oh, chỉ muốn cho nó mướn thật là nhanh đó nhưng mà khi đến xảy ra cái chuyện người đó không trả tiền mà chúng ta đã nghe những cái chuyện rất là cay đắng này trong cộng đồng mình rồi Yeah, rất là nhiều nhưng mà cũng nhắc thêm một chút là trong những cái luật mà liên quan đến thuê nhà này hôm yeah. trước Ngọc Lan cũng có nói cái luật mà trục xuất người ta ra khỏi nhà đó yeah. bắt đầu từ tháng 7 năm 2024 nó cũng khó hơn có nghĩa là uh -huh. không mình không có viện cái lý do ờ tôi tôi lấy nhà lại để tôi bán nhà hay là tôi lấy nhà lại tôi sửa nhà rồi mình lấy mình cho người khác thuê cái điều đó không uh -huh. có được mà phải chứ nếu như mà lấy lại sửa nhà thì phải chứng minh được có cái plan không có cái plan sửa nhà phải cái điều như vậy hay là nói là à, tôi lấy lại để mà tôi cho người bà con của tôi thuê thì cũng phải chứng minh được rằng ừ. là cái người đó đã thuê về bao nhiêu tháng tới nhiều thứ như thế à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại